Hoan hỷ chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ba biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử ừ, vi tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 đúng tháng 12 âm lịch năm quý mão 2023 nếu như nắm bắt được cơ mệnh này thì sẽ giàu sang phú quý hơn người tiền vàng nhất chật két ăn tết cực linh đình tiên tri chấn động tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 lén làm điều này được thần tài mở kho ban phát tài lộc làm ăn chúng lớn chúng số độc đắc đổi vận giàu sang, vàng đeo chữ cổ, tiền chất đầy két, tiêu tết phủ phê, đúng tháng 12 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, Phật dạy, nhân sinh trên đời như thân ở bụi gai, tâm không động, người cũng không vọng động. Không động sẽ không tổn thương, nếu tâm động người tất vọng động, tổn thương thân đau cốt khí, nếm đủ loại mùi thống khổ. Bản mệnh chủ mậu ngọ, sinh năm 1978, họ thận trọng trong suy nghĩ và hành động, điều này là rất tốt, nhưng lại khiến cho họ trở nên do dự không dứt khoát để đưa ra quyết định cuối cùng họ rất tốt bụng và có bản tính thật thà luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà sẵn sàng bỏ qua lợi ích của bản thân nhưng cho dù có cố bao nhiêu họ lại bại nhiều hơn số vất vả lo toan có người bị tiểu nhân hãm hại chẳng cậy được ai tự tay làm nên sự nghiệp nhưng sông có khúc người có lúc nhờ ăn ở thiện lương có tâm có đức hào sảng bố thí mà được hưởng phúc trạch gia tiên Bước sang tháng cuối cùng của năm 2023, Mậu Ngọ đang nợ nần chồng chất, bỗng đổi đời giàu sang, hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, thoát khỏi mệnh khổ, thân tài mở kho ban phát tài lộc, đổi vận giàu sang, mọi khó khăn đều tan biến hết. Vậy trong tháng này, phương diện sự nghiệp, tài lộc, gia đạo, sức khỏe, quý tuổi sẽ có biến đổi ra sao, làm gì để đón tài lộc vào nhà? Mời quý vị lắng nghe và chiêm nghiệm trong video dưới đây. Bí mật động trời Mậu Ngọ, sinh năm 1978 lén làm điều này được thần tài mở kho đổi mệnh giàu sang vàng đeo chịu cổ chất đầy két đúng tháng 12 âm lịch đầu tiên hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 12 âm lịch tiết tiểu hàn là tiết khí thứ 23 trong 24 tiết khí nằm trước tiết đại hàn và sau tiết đông chí thời tiết lúc này khá lạnh nhưng đã bắt đầu có những chồi non mọc lên nhiệt độ có thể giảm sâu hơn so với trong đông chí theo chiết tự Chữ tiểu có nghĩa là nhỏ bé, còn sớm, bắt đầu, còn hàn nghĩa là lạnh lẽo, lạnh giá, bởi vậy mà tiểu hàn nghĩa là ám chỉ thời tiết bắt đầu bước vào đợt rét mướt, mặc dù chưa phải là lạnh tới cực đại thế, thế nhưng đã là rất lạnh. Đặc trưng thời tiết của tiết khí tiểu hàn đó là sự khắc nghiệt ở nửa cầu Bắc, tạo nên những sức ép thử thách cho tất cả các loài động vật và thực vật trên khu vực này. Tiểu hàn nhiệt độ có thể giảm sâu hơn so với đông chí, thêm hiệu ứng nghịch ôn rõ rệt, nên các loại cây trồng, hoa quả nhiệt đới như chuối tiêu, xoài có thể sinh trưởng tốt. Vào thời gian diễn ra tiết khí này, đa phần các giống thực vật, động vật trong tự nhiên đều tự hình thành cho mình những phương án thích nghi với thời tới như di cư, tích trữ lương thực, dụng bớt lá. Theo như kinh dịch, thì tháng 12 âm lịch là quẻ lâm, quẻ này có đặc điểm 4 hào dương ở trên, hai hào âm ở dưới, ở thời điểm trước, một hào dương xuất hiện, quẻ phục này đã xuất hiện thêm một hào dương nữa, với ý tưởng sự phát sinh, trưởng thành không ngừng của dương khí. Báo hiệu sự ấm áp, tươi sáng, phát triển mạnh mẽ, tràn đầy sức sống đang lại gần, các hào âm dần tiêu biến biểu hiện của u ám, bệnh tật, buồn đau, lạnh giá dần dần bị đẩy lui, người xưa có câu, hết cơn bĩ cực đến thời thái lai là như vậy. Trong tiết tiểu hàn, thời tiết vô cùng lạnh giá, do đó, ngoài việc chuẩn bị quần áo ấm, chăn mền, bạn cũng cần chú ý đến việc giữ ấm cơ thể từ bên trong, bằng việc luyện tập thể dục mỗi ngày, vệ sinh răng miệng bằng tinh dầu tỏi, ăn các món ăn có tính nóng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng, tránh cảm lạnh. Chú ý, dưỡng sinh trong ngày lạnh không chỉ chú trọng mặc nhiều quần áo, giữ ấm cơ thể mà còn phải bảo vệ phòng lạnh cho phần đầu và mặt bằng mũ len, khăn quàng kín tay để cân bằng nhiệt, giúp nhiệt lượng không bị tản đi. Việc đeo khẩu trang để phòng bệnh hô hấp cũng rất tích cực, nhưng cần vệ sinh khẩu trang thường xuyên. Mặt khác, không khuyến khích thanh niên người trưởng thành đeo khẩu trang chống lạnh, bởi như vậy sẽ kém thích ứng với không khí lạnh, giảm sức đề kháng, không có lợi cho sức khỏe. Mùa đông khí áp thấp, mọi người lại thường ở trong nhà đóng kín cửa để giữ ấm, nên có trường hợp thiếu dưỡng khí khiến ngột ngạt, khó thở, buồn bực. Việc này làm cơ thể tiếp nhận lượng oxy ít, đi lượng CACBONDIOXIT nhiều lên, gây khó ngủ, ngủ gặp ác mộng, tinh thần hoảng sợ, tỉnh giấc giữa chừng, lâu dần sẽ tạo thành suy nhược thần kinh. Quan trọng nhất về dưỡng sinh trong tiểu hàn là vận động, dậy sớm chạy bộ, chơi thể thao không chỉ tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe mà còn nâng cao tinh thần, thoải mái tư tưởng. Người càng lớn tuổi thì càng nên vận động nhiều để tránh các bệnh khớp, máu huyết, đặc biệt là phải tăng cường sức khỏe của bản thân bằng cách là siêng năng tập thể dục để dưỡng chất lan tỏa, bài tiết tốt hơn, cơ thể thêm dẻo dai trước thời tiết, có sức đề kháng cao trước bệnh tật. Tiếp theo, xét về tính cách, cuộc đời người tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Những người mậu ngọ biết cách tổ chức, làm việc theo một kỷ luật nghiêm ngặt nhất định, họ thà mất thêm thời gian để làm việc chất lượng hơn, chứ không làm nhanh, làm ẩu. Tuy nhiên, nhược điểm thường thấy ở những người sinh năm 1978, đó chính là không quyết đoán, họ thận trọng trong suy nghĩ và hành động. Điều này là rất tốt, nhưng lại khiến cho họ trở nên do dự, không dứt khoát để đưa ra quyết định cuối cùng. Người sinh năm 1978 rất tốt bụng và có bản tính thật thà, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà sẵn sàng bỏ qua lợi ích của bản thân. Mậu ngọ rất biết cách tổ chức công việc và sắp xếp mọi việc một cách khoa học để thực hiện một cách hiệu quả và chất lượng nhất. Họ là người hoạt bát và có khả năng nắm bắt mọi việc rất nhanh chóng. Những người sinh năm 1978, tính tình phóng khoáng nên có các mối quan hệ rộng rãi và rất nhiều bạn bè, họ được mọi người yêu quý, được bạn bè tin tưởng và trân trọng bởi sự chân thành, không vụ lợi, luôn sẵn sàng vì bạn bè mà không tính toán. Người tuổi mậu ngọ bản mệnh mang tử vi tinh bên mình, luôn có quý nhân phù trợ, tài lộc cực tốt, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Người này tính cách vui vẻ, lạc quan yêu đời, nên dù có gặp những vướng mắc, trở ngại nhỏ trên đường đời, thì họ cũng hoàn toàn không để tâm mà vẫn giữ thái độ sống rất tích cực. Tuy nhiên, số mệnh con giáp này lại xuất hiện cả quan quỷ tiểu nhân, nên không tránh khỏi vấp váp khó khăn. Song nhìn tổng thể thì vận thế người tuổi ngọ vẫn rất tốt, không bị ảnh hưởng nhiều, bản mệnh thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng, họ rất tự tin và cởi mở. Đó là lý do tại sao tuổi ngọ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, trước đám đông họ thu hút được sự chú ý của mọi người bởi tài năng giao tiếp khéo léo và phong cách thời trang độc đáo của mình. Họ hầu hết là những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất, bản chất lạc quan và thể chất mạnh mẽ của họ, kết hợp với một cách nhìn nhạy bén, họ luôn nghĩ ra những ý tưởng mới, họ thích giúp đỡ bất cứ ai và bất cứ điều gì trước mắt mình, bao gồm cả việc yêu thương bản thân mình. Người này đa số sẽ làm một công việc tốt, họ muốn thành công. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một người cầm tinh con ngựa. Họ là những người độc lập trong cuộc sống. Không bao giờ dựa dẫm, ý lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Những người tuổi mậu ngọ rất nhiệt tình, họ sẵn sàng giúp đỡ nếu như được nhờ vả giúp đỡ người khác một cách vô tư không hề toan tính lợi ích không hề vì tư lợi cá nhân tuy là giúp đỡ không tính toán đến lợi ích nhưng họ thường tính toán đến kết quả tính khả thi của công việc vì là người của lý trí trí tuệ nên việc nghiên cứu đến mức độ khả thi và sự thành công đối với họ không thể tách rời nếu như việc bạn nhờ họ giúp mà sai trái hoặc không có khả năng thành công chắc chắn họ chỉ dừng lại ở mức độ an ủi động viên bạn mà thôi trong công việc Mậu ngọ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi, họ rất năng động và nhiệt tình. 1978 thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, thư ký, phóng viên, nhiếp ảnh. Những nghề đó sẽ giúp họ phát huy tối đa tài năng, đam mê và sở thích của mình. Nếu như trở thành chủ kinh doanh, tuổi ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường từ đó phát triển những mặt hàng đem lại lợi ích cho mình và mọi người xung quanh. Người này có khả năng quan sát và lập kế hoạch rất tốt, làm việc khá cẩn trọng và nghiêm túc. Cá tính của họ khá đa dạng và đây chính là điểm thu hút sự chú ý của mọi người nhiều nhất. Vì vậy, họ có thể thử nghiệm trong nhiều công việc khác nhau. Để tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, công việc càng có nhiều thử thách thì họ lại càng hứng thú hơn. Lời khuyên cho người tuổi mậu ngọ là cần chú ý để không tiếp nhận những phần việc ngoài khả năng của mình. Nếu không sẽ khó tránh khỏi thất bại. Nhìn chung, nếu được sao tốt tương trợ, người tuổi Ngọ mệnh Hỏa cho dù không trở thành những nhà lãnh đạo quyền cao chức trọng thì cũng sẽ trở thành những doanh nhân nổi tiếng, nếu gặp phải sao xấu trong cung mệnh thì rất có thể họ sẽ rơi vào cảnh tha hương hoặc nhiều chuyện thị phi trong gia đình. Vận mệnh của tuổi Mậu Ngọ 1978, gặp được nhiều may mắn, về vấn đề tiền bạc, họ có thể tự lực cánh sinh, tạo dựng được sự nghiệp của mình. Thời kỳ tiền vận và hậu vận sẽ phải trải qua nhiều cực khổ và vất vả, và hậu vận được sống sung túc, tiền nong của họ thường không thiếu. Vì khả năng làm việc, cho rồi bản thân không biết mệt mỏi của tuổi mậu ngọ, nên họ ngày càng kiếm được nhiều tiền. Có người từng nói, muốn thành người giàu có thì đừng vội nghĩ đến tiền, bởi vì thấy những cống hiến vô tư hết mình của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Đối với vật chất họ không quá coi trọng, thường hào phóng, giúp đỡ nhiều người, thực đúng là ông chủ của đồng tiền, họ coi trọng chân lý sống tình cảm hơn là giá trị vật chất. Khi thực sự thờ ơ với tiền, thì tiền lại chảy về túi. Bản chất ánh sáng và hào quang vốn dĩ đã quyền quý sang trọng, nên họ ham cuộc sống về tinh thần và coi trọng thượng tần hơn là vật chất thông thường. Gia đạo mậu ngọ khá êm ấm, gia đình sống hạnh phúc. Tuy nhiên, đường tình duyên của mậu ngọ cũng phải trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió mới tìm được hạnh phúc chân thật cho đời mình. Trong tình yêu người tuổi mậu ngọ rất dễ rung động, nhanh chóng xa vào lưới tình, cũng nhanh chóng bước ra khỏi vòng tròn tình ái nam giới tuổi này là những người mạnh mẽ có chính kiến không thích dựa dẫm ì lại vào người khác luôn hành động logic sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy nữ giới lại có phần mơ mộng hơn song về cơ bản họ vẫn theo đuổi một tình yêu thực tế tuổi mậu ngọ ấm nồng cuồng nhiệt nên khi yêu họ say đắm dường như đánh mất lý trí không toan tính họ thường bị thu hút bởi ánh sáng và sắc màu theo đuổi đối tượng bằng sự quan tâm đều đặn thường xuyên đến khi chinh phục được thì thôi họ cũng rất nhiệt tình với tính cách nhiệt tình này rất dễ rơi vào lưới tình thế nhưng kết quả của nó là bạn yêu đơn phương cũng có thể bạn đến với tình yêu quá nhanh với bản tính thiếu ổn định của mình làm bạn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn mặt khác cũng làm cho bạn không dễ có được tình yêu đích thực họ cũng là những người thích công khai tình cảm với mọi người xung quanh bằng những hình thức chuyển hóa ngầm ví dụ thường xuyên đi chơi thường xuyên mời bạn đi dự tiệc sinh nhật và các hoạt động khác và những việc làm này khiến người xung quanh không nghi ngờ gì về mối quan hệ này nữa nhân sinh vô thường, thế sự khó đoán, người bạn thân thiết nhất của bạn hôm nay còn khỏe mạnh, nhưng rất có thể ngày mai đã rời bỏ bạn đi xa. Người yêu mà hôm nay bạn còn đạt biết bao kỳ vọng, nhưng rất có thể ngày mai sẽ phản bội bạn, còn con người vốn mềm yếu và nhỏ bé bạn nhé. Vậy tử vi vận trình tuổi mậu ngọ trong tháng 12 âm lịch, biến động như thế nào, vận trình tay đổi ra sao, mời quý vị hãy lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây nhé. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp, tuổi mậu ngọ tháng 12 năm 2023 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, đây là khoảng thời gian hung cắt đan sen đối với người tuổi mậu ngọ. Do đó, dù gặp khó khăn, bản mệnh cũng chớ nên nản chí bởi chỉ cần cố gắng, bạn chắc chắn sẽ vượt qua được thôi. Cục diện tương hại ảnh hưởng, sự nghiệp của người tuổi mậu ngọ dễ xảy ra những biến cố bất ngờ, tuy nhiên bản mệnh không nên có những tư tưởng bi quan, tiêu cực, bởi chính những tư tưởng ấy mới là điều khiến bạn gặp hết vấn đề này đến vấn đề khác. Thời điểm này bạn cần phải thật bình tĩnh, khi giải quyết công việc, đặc biệt những công việc càng khó khăn thì lại càng cần phải có sự kiên nhẫn hơn, chỉ sự kiên nhẫn mới giúp bạn phát hiện và tránh được những lỗi sai không đáng có. Khi người khác có ý kiến phê bình, góp ý, bản mệnh nên bình tĩnh lắng nghe, thấy hợp lý thì cần phải tiếp thu, không nên nóng nảy kiêu ngạo, tự cho mình là đúng và tìm cách phản bác người khác, bởi làm vậy thì bạn khó có thể tiến bộ được. Nguyệt Lệnh Lâm Quan cho thấy, bản mệnh là người độc lập, tự chủ, không thích phụ thuộc vào người khác, song như vậy không có nghĩa là nên tách mình ra khỏi tập thể, tự cô lập bản thân, bạn vẫn cần phải phát triển năng lực làm việc nhóm, bởi có những công việc cần phải phát huy sức mạnh tập thể thì mới có thể thành công. Dù công việc có xảy ra nhiều vướng mắc trong tháng 12 này, dù bạn có thể cảm thấy mình phải giải quyết công việc ngập đầu, ngập cổ thì cũng chớ nên có thái độ bi quan, bởi bên cạnh những sao xấu tác động đến vận trình thì vẫn còn những sao tốt ở bên phù trợ cho bạn, Tử Vi và Giải Thần cát tinh sẽ nâng bước chân bạn, thậm chí dẫn đường chỉ lối để quý nhân xuất hiện, cùng bạn khắc phục khó khăn. Tiếp theo, xét trên phương diện tài lộc trong tháng 12 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ. Tình hình tài chính của người tuổi Mậu Ngọ có thăng, có trầm, bạn cần phải tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác, giúp giảm thiểu tổn thất và tăng mức lợi nhuận cho bản thân. Cuối năm có nhiều cơ hội để làm ăn nhưng tốt nhất bạn không nên quá vội vàng, nôn nóng, hãy xác định rõ giới hạn năng lực của mình. Đừng chạy theo những điều viển vông hoặc quá sức, bạn sẽ dễ khiến bản thân mình cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là ngã đau. Thời điểm này, do tác động của tương hại, bản mệnh không nên dễ dàng tin theo lời rủ dê của người khác. Đó có thể là kẻ xấu cố tình đưa ra những định hướng sai lầm, khiến bạn phải chịu không ít thiệt hại về tài sản. Người làm đầu tư, kinh doanh, cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của mình, không nên bốc đồng, hoặc tham lam mà vội đưa ra lựa chọn. Nguyệt lệnh lâm quan khuyên bạn nên dành thời gian để lắng nghe góp ý của người khác, dù là người trước cao vọng trọng, cũng chớ nên kiêu ngạo. Độc đoán quá mức, nếu cứ thích làm theo ý mình, coi thường ý kiến của người ngoài, thì bạn sẽ phải nhanh chóng nếm trải thất bại. Tuy nhiên, giải thần cho thấy, nếu bạn có cách cư xử khéo léo với mọi người xung quanh, chăm chỉ giúp đỡ người khác, làm từ thiện, thì bạn sẽ xây dựng được cho mình những mối quan hệ xã giao lý tưởng, ước mơ và lý tưởng không giống nhau. Ước mơ nhiều lúc có thể xa tầm tay với, nhưng lý tưởng thì có thể thành hiện thực, chúng ta nỗ lực vì nó thì sẽ thực hiện được mục tiêu, khi chúng ta hoàn thành từng lý tưởng, vậy chúng ta sẽ đến gần ước mơ ban đầu. Xét về phương diện tình cảm gia đạo tuổi Mậu Ngọ, tháng 12 năm 2023. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, tuổi Mậu Ngọ cục diện tương hại, khiến tình cảm của một vài cặp đôi xảy ra vấn đề mà chủ yếu là do bạn quá nóng nảy, thậm chí không dành thời gian cho nửa kia được giải thích hoặc nêu lên quan điểm của mình. Nếu đôi bên không thể bình tĩnh thảo luận mọi việc với nhau, thì rất dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, thậm chí khiến tình cảm dạn nứt. Trước khi nói lời gây tổn thương đối phương, bạn cần phải đặt mình vào vị trí của người ấy. Có như vậy, bạn mới biết đâu là việc mình nên làm, đâu là việc mình không nên làm. Đừng để đến khi tình cảm trở nên lạnh nhạt, khó có thể quay lại như xưa, rồi mới cảm thấy hối hận. Ngũ hành tương sinh lại cho thấy, nếu bạn biết cách cư xử có chừng mực, luôn lắng nghe, trò chuyện, tâm sự với nửa kia thì tình cảm đôi bên lại tiến triển rất nhiều, hai người có thể chung tay giải quyết vấn đề gặp phải trong cuộc sống, thêm hiểu và thêm trân trọng nửa kia của mình hơn. Với những người độc thân, chỉ cần bạn chịu mở lòng trò chuyện với mọi người thì bạn ắt sẽ nhận ra xung quanh có rất nhiều người xứng đáng để trao gửi tình cảm. Tất nhiên, bạn không cần phải vội vàng đến với một ai đó, cứ tiếp tục dành thời gian để trò chuyện và hiểu thêm về nhau trước khi đưa ra quyết định nhé. Cuối cùng, phương diện sức khỏe, tuổi mậu ngọ trong tháng 12 năm 2023. Theo tử vi, điều đáng mừng là tình hình sức khỏe của người tuổi mậu ngọ trong tháng 12 này khá ổn định. Dù công việc bận rộn, nhiều áp lực cuộc sống xuất hiện, nhưng bạn vẫn duy trì được thể trạng của mình. Chỉ cần giữ trạng thái tâm lý tích cực, hướng tới những điều tốt đẹp, thì bạn có đủ sức để đối diện với mọi vấn đề. Tuy nhiên, nếu đã là người có tuổi thì bạn nên chú ý rèn luyện thể dục thể thao, cũng như lao động hợp lý, cuối năm là thời điểm ai cũng trở nên bận rộn hơn hẳn, song bản mệnh nên tự lượng sức của mình, chớ nên cố gắng quá sức, kẻo đột ngột gặp phải những vấn đề sức khỏe không đáng có. Khoảng thời gian này cần hạn chế tiệc tùng, xã giao gặp gỡ, chú ý ăn uống và nghỉ ngơi khoa học, có như vậy thì bạn mới giữ được đầu óc tỉnh táo, để giải quyết những công việc trọng đại dịp cuối năm, đồng thời đưa ra những quyết định chính xác tác động đến tương lai con người ta sống như bước trên đám bùn quá nhẹ nhàng đến nỗi quay đầu lại sẽ thấy tiếc nuối vì chẳng lưu lại gì nhưng thứ để trong lòng lại quá nặng hễ bất cần là sẽ chìm xuống chẳng cách nào rứt ra được bất kể gặp phải chuyện gì cũng phải tươi cười mà bước qua đừng mất nhiều thời gian suy nghĩ một việc như thế này đợi đến lúc già hối hận cũng không kịp quý vị thân mến mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau vậy nên ngay sau đây minh đường tử vi sẽ vào phần luận giải 4 tuần trong tháng 12 âm lịch để mệnh chủ Mậu Ngọ có những kế hoạch phát triển. 1. Tử vi tuần 1, tháng 12 âm lịch, tuổi Mậu Ngọ. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuần này người tuổi Mậu Ngọ khá bình yên, không có quá nhiều biến động trong vận trình, chuyện tình tình cảm vẫn giữ ở mức bình ổn, không có nhiều tiến triển, bạn và người ấy cần nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn trước khi đi đến quyết định nâng cấp mối quan hệ hai người. Công việc của bản mệnh cũng có khá nhiều khó khăn do bị thiên quang lôi kéo tiểu nhân đến gây họa bản mệnh còn chưa thực sự chú ý đến lời ăn tiếng nói nên dễ phạm phải họa thị phi ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bản thân cũng như gặp trở ngại trong quá trình làm việc may nhờ có tả phù các tinh cứu giúp nâng đỡ cho vận trình của người tuổi ngọ nên về cơ bản hung hiểm gì cũng đều có thể vượt qua tuy nhiên bản mệnh cần cố gắng hết sức mình đặc biệt phải suy nghĩ kỹ càng trước khi nói hay làm bất cứ điều gì nhưng cũng nhớ rằng đừng quá e rè vì mình phạm phải sai lầm, bạn phải tự tin vào chính bản thân thì mới có thể xoay chuyển tình thế. Đường tài lộc khá sáng, cả về nguồn thu chính và nguồn thu phụ, chính tài giúp cho người làm công ăn lương, có một khoảng thời gian khá dễ thở về vấn đề tiền bạc. Thực thần lại đem tới cho những người đi theo nghiệp kinh doanh những cơ hội làm ăn hiếm có, tiền tài không phải là nỗi lo của người này trong tuần này. 2. Tử vi tuần 2, tháng 12 âm lịch, tuổi mậu ngọ. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Mậu Ngọ, hung vận áp chế, con giáp này phải gánh chịu khá nhiều vất vả trong tuần, vận tài lộc bất ổn, tiền có đấy nhưng lại nhanh chóng tiêu tan. Người kinh doanh có một khoảng tiền lớn trong tay, nhưng có thể sẽ đưa ra quyết định sai lầm, gây họa phá tài. Kiếp tài hung thần ở bên rình rập, bản mệnh mù quáng tin theo lời người ngoài, sự cả tin của bạn có thể phải trả cái giá đắt, bằng chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà vất vả lắm bạn mới có thể làm ra. Tuy nhiên, nếu biết vượt qua vấp váp lần này, không ngừng phấn đấu thì vẫn có cơ may cho bạn làm lại từ đầu. Đường công danh sự nghiệp của bạn được thiên đức cát tinh phù trợ nên mọi chuyện suôn sẻ hơn rất nhiều lần. Những khó khăn vướng mắc còn tồn động từ trước đó. Nay có quý nhân chỉ cho đường đi nước bước, giải quyết ổn thỏa, triệt hại những mầm mống có thể gây rắc rối cho bản mệnh. Chính ấn che chở, cơ hội thăng tiến trong tuần này của bản mệnh là khá lớn. Hết mình vì công việc, cống hiến không ngừng nghĩ, không ngại khó, ngại khổ. Con giáp này giành được lòng tin của cấp trên, cơ hội này không phải ai cũng có được, hãy nhanh tay nắm bắt để thay đổi vận mệnh cuộc đời. ba, Tử vi tuần 3, tháng 12 âm lịch, tuổi Mậu Ngọ. Mậu Ngọ đón tuần mới với hung cát đan sen, có nhiều niềm vui mà cũng có không ít nỗi buồn, đường tình chắc trở, bản mệnh chưa có được hạnh phúc như mong muốn, cứ mải mê kiếm tìm người tâm đầu ý hợp với mình, nhưng càng tìm kiếm, càng thấy xa xôi, giữa hàng vạn người xung quanh mà cõi lòng cô đơn trống vắng. Bù lại thì vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng khởi sắc, trong tuần có cả chính tài và thiên tài cùng họp mặt, bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có dấu hiệu tăng tiến, người làm công ăn lương có thêm thu nhập, mà người làm kinh doanh thì mua may bán đắt, tìm được nhiều cơ hội mở rộng thị trường, có thêm khách hàng. Song công việc của con giáp này lại gặp đôi chút trở ngại, khi mà thương quan xuất hiện, mang theo những điểm báo không lành, tuy vẫn được cấp trên và đồng nghiệp quý mến, ưu ái, nhưng bản mệnh chưa thực sự tập trung vào công việc, không tuân thủ theo đúng quy định của tập thể. Điều này có thể mang đến những rắc rối cho việc thăng tiến trong tương lai của bạn. 4. Tử vi tuần 4, tháng 12 âm lịch, tuổi mậu ngọ. Tuần cuối của năm, vận hung lấn át, cát khí chẳng còn lại được bao nhiêu, đường công danh sự nghiệp kém thuận, cả thương quang và thiên quang cùng xuất hiện. Trong vận trình tuần của bản mệnh, gây ra nhiều rắc rối trong công việc, ảnh hưởng đến tương lai phát triển sau này bản mệnh chưa thực sự chú tâm vào công việc, còn để mắc nhiều sai sót không đáng, có làm việc theo cảm hứng, tuy hiệu quả làm việc thời điểm đó khá cao, nhưng có thể sẽ không đảm bảo tiến độ công việc. Thêm nữa, bạn càng mắc nhiều sai sót thì càng để lộ ra nhiều kẻ hở, để kẻ tiểu nhân vịn vào đó nói lời xấu xa. Các tinh tử vi trợ lực cho đường tài lộc, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, bản mệnh chỉ cần nắm bắt thời cơ là tiền bạc thu về không thiếu chút gì. Đây cũng là thời điểm thích hợp để người tuổi Ngọ tiến hành các hoạt động giao thương, ký kết hợp đồng, tăng thêm cơ hội sinh tài, sinh lộc. Quý vị thân mến, cùng là một tuổi nhưng không phải ai cũng giống ai, tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về tử vi chi tiết 4 tháng sinh may mắn nhất cho tuổi Mậu Ngọ, tháng 12 âm lịch. 1. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 3 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ theo tháng sinh âm lịch, không khí tràn đầy năng lượng. Sinh khí rồi rào, nên vào thời điểm này trong năm cũng được hưởng lây nhiều điều tốt đẹp, họ sống lạc quan, phóng khoáng, thích kết giao bạn bè, giỏi xã giao. Người sinh vào tháng 3 âm may mắn được lục thân tương trợ, lại thêm quý nhân luôn ở sát bên chỉ lối dẫn đường, nên cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tính tình người này hiền lành, ôn nhu, sống khiêm tốn biết điều, hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng tương kính như tân, bên nhau bạch đầu dai lão. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của người này lại nằm ở chỗ tuy tính tình cương trực nhưng có phần hơi bảo thủ an phận thủ thường không có chí cầu tiến không ham học hỏi họ dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có cũng dễ dàng chấp nhận những quy tắc quy định được đặt ra hai người tuổi mậu ngọ sinh tháng 8 âm lịch người tuổi mậu ngọ sinh vào thời điểm này khá vất vả cuộc đời lận đận vất vả phải chịu nhiều trắc trở khó khăn họ không có sự nghiệp thành công lẫy lừng nhưng bù lại giữ được bình an dù gặp nhiều cản trở nhưng không vì thế mà họ nản lòng ngược lại càng thêm quyết tâm giữ cho mình lòng nhiệt tình và ý chí kiên cường không có người thân giúp đỡ người này phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần những điều đó rèn rũa cho họ ý chí sắt đá hơn người tâm tĩnh như nước chẳng vì hiểm nguy trước mắt mà dao động nếu biết tận dụng nắm bắt thời cơ thì có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình cuộc đời người này không phải trải qua đại nạn làm chuyện gì cũng dễ dàng thuận lợi đường nhân duyên tốt có tài xã giao khiến người khác tin tưởng vào bản thân Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 11 âm lịch. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 11 âm lịch có trí tuệ hơn người, văn võ song toàn, hiếm ai bì kịp, họ thông minh lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có chí khí, trọng nghĩa, trọng tình, nhờ quý nhân ở bên chỉ đường dẫn lối, cộng thêm bản mệnh nỗ lực cố gắng không ngừng nghĩ, nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như công việc. Thêm quý nhân trợ lực, bản mệnh phát huy hết mức tài năng của bản thân để đạt được mục tiêu, tuy nhiên trong hành trình vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân đeo bám, họa khẩu thiệt thị phi, tranh đoạt lợi danh rất rõ, dễ vướng phải họa quan tụng. Cuộc đời không phải trải qua sóng to gió cả, là người có phúc phận, phúc thọ song toàn, tài đức đủ đầy, được nhiều người yêu mến và kính trọng, cũng được cấp trên tin cậy đào tạo, làm tầng lớp kế cận. 4. Người tuổi mậu ngọ sinh tháng 12 âm lịch Vận mệnh người tuổi mậu ngọ sinh tháng 12 âm, cũng như nhúng màu băng tuyết, khó có được sức sống của mùa xuân, họ phải bôn ba xuôi ngược, không được người thân giúp đỡ, cũng chẳng có tổ nghiệp tương trợ, họ luôn cố gắng nỗ lực không ngừng nghĩ, không ngại khó, ngại khổ, không sợ gian nan, không sợ thất bại, dù chưa thể lập tức thuận buồm xuôi gió, làm nên cơ nghiệp mà phải chịu nhiều khó khăn vất vả, nhưng người này cuối cùng sẽ có được cuộc sống an lạc, thành quả to lớn, hậu vận có phúc, có lộc, con cháu đầy đàn. Quý vị thân mến, Đức Phật dạy rằng, điều thiện lớn nhất trên thế gian là lòng hiếu thảo, và điều ác lớn nhất trên thế gian là sự bất hiếu. Trên đời này nếu không có Phật, thì hãy hiếu thảo với cha mẹ, thì cha mẹ sẽ là Phật. Điều này thể hiện đầy đủ tầm quan trọng của lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Hiếu thảo với cha mẹ là phước lành lớn nhất trên đời. Nếu một người có nghiệp xấu, nhưng nếu biết hiếu thảo và phụng dưỡng cha mẹ, thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tích phước, tội nặng sẽ được đền đáp nhẹ nhàng. Người không hiếu thảo với cha mẹ, thì dù có năng lực đến đâu, thì mọi việc cũng không thể xuân sẽ được. Chúng ta cần biết rằng dù làm việc gì, chúng ta cũng bỏ công sức, gieo chồng nhân tương ứng, kết quả sẽ ra sao, thành công hay thất bại, là tùy vào nguyên nhân và điều kiện, nếu nhân duyên tốt đủ, thì mọi việc sẽ thành công, vạn pháp sinh diệt do nghiệp báo, làm tròn chữ hiếu sẽ mang đến cho bạn niềm vui bất ngờ trong tương lai không thể đoán trước. Thưa quý anh chị tuổi mậu ngọ 1978 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi. May mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới, theo triết học đông phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi mậu ngọ nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi mậu ngọ, đồng thời ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi mậu ngọ nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1 để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi mậu ngọ trong năm giáp thìn 2024 là

các tuổi sông đất xấu với người tuổi mậu ngọ trong năm Giáp Thìn 2024 là Giáp Thìn 1964, xấu, mậu ngọ 1978, xấu, đinh mão 1987, xấu, đinh mùi 1967, xấu, nhâm dần 1962, xấu, ất mùi 1955, xấu, giáp thân 1944, xấu, giáp dần 1974, xấu, nhâm thân 1992, xấu, ất dậu 1945, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ tí, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới về việc chọn ngày giờ sông đất. Theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ tí lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng một Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa giáp thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại An, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, Nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỉ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình anh chị nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.